cuốn sách viết content thôi miên này có đờ á tờ át đờ át đắt hay không? Câu trả lời là có. Với những ai mà đầu tư tiền mua nó nhưng chẳng nhận kết quả gì từ nó cả thì đúng là đắt ơi là đắt. Nó giống như các bạn bây giờ đi ra ngoài chợ mua rau thì thôi, kể cả bỏ ra 2.000 đồng mua một mớ rau, 2.000 đồng thực ra là số tiền nhỏ đúng không? Và một phương án số 2 là bỏ ra 20.000 đồng để mua vào một siêu thị mua mớ rau nào đó. Thì 2.000 đồng đấy, nếu như mua mớ rau về mà ăn cảm thấy nó không ngon thì 2.000 đồng đấy là đắt. Còn 20.000 đồng mà mua một mớ rau về ăn cảm thấy ngon, được mẹ chồng khen, được con khen, được chồng khen, được mọi người thưởng thức hết cả cái lẫn nước, thì 20.000 đấy so với 5.000 thì sao ạ? So với 2.000 sao ạ? 20.000 đấy là rẻ so với 2.000. Thì cuốn sách này cũng là như vậy. Cuốn sách này có trị giá 990.000 đồng. Nó bao gồm có sách, nó bao gồm có tài liệu thực hành, nó bao gồm có cả khóa học để được tương tác cá nhân hóa hỏi đáp cùng người dự nữa. 990.000 đồng nhỉ. Và thực sự cá rằng là bạn chắc là từ trước đến giờ chưa từng mua một cái cuốn sách nào trị giá 990.000 đồng đúng không? Nhưng xin thông báo với các bạn rằng gì ạ? Sách của Thầy Dự thì không chỉ có sách mà nó kèm cả tài liệu thực hành đi kèm và cả cái quyền lợi hỏi đáp của bạn nữa. Và thậm chí trong một năm có rất nhiều cái quyền lợi được bổ sung nữa, thì các bạn sẽ được gửi thông tin để các bạn được tiếp nhận nó mà không phải bỏ thêm phí. Cứ liên quan đến viết content thôi là bạn sẽ được bổ trợ. Đó, nhưng nói trước với các bạn nha, đấy là quyền lợi dành cho các bạn thôi. Còn thực tế cái quyền lợi đấy nó được các bạn đón nhận như thế nào? Các bạn có thực sự nhận được sách và bạn sẽ đọc nó theo hướng dẫn của Thầy Dự không? Mặc dù viết được rất đơn giản, chi tiết thì bạn có thể mở từng ngày ra và làm theo rồi, ở trên Facebook cá nhân của mình rồi, có ví dụ mẫu rồi, nhưng bạn lại bận, bạn chẳng thích làm theo. Thế thì đúng là 1.000 đồng cho cả sách cộng với tài liệu thực hành cộng khóa online mà Thầy hỗ trợ cho các bạn, nó cũng là quá đắt. 1.000 đồng cũng quá đắt. Còn cái này thì sao ạ? 990.000 đồng và có thể thời điểm này giá được thấp hơn rất là nhiều rồi, được trợ giá rất là nhiều rồi, cũng chỉ còn vài trăm nghìn đồng thôi, thì nó lại là một cái số tiền cực kỳ rẻ. Vì các bạn biết không, bạn chỉ cần ứng dụng ở đây thôi và tạo ra được 1 đến 2 đơn hàng mới thôi thì cái doanh số của bạn như vậy, thu nhập của bạn tạo ra nó cũng tương đương với việc là bạn đã hoàn thành cái khoản đầu tư này rồi, còn gì nữa. Còn mọi thứ còn lại là đều là lợi nhuận tăng thêm, mà lại mỗi tháng có thể ra được gì ạ? Mỗi ngày có thể ra được thêm 3 đến 5 đơn, mỗi tháng có thể thêm được 100 đơn, thì có vẻ là cái số tiền một vài trăm nghìn để có được cái quyền lợi này nó nhỏ xíu so với gì các bạn tạo ra trong một tháng, trong một năm và cho cả sự nghiệp kinh doanh online của bạn không. Nên đắt rẻ ở đây thì các bạn phải thông cảm rằng nó không phụ thuộc vào cái giá của cái thứ mà bạn chuẩn bị cần phải có đây này, mà nó phụ thuộc vào thực sự cái trải nghiệm của bạn như thế nào, kết quả bạn tạo ra như thế nào cơ. Bạn tập trung vào kết quả hay bạn tập trung vào giá thì đấy là sự lựa chọn của bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.